nối chương trình là phần tin thế giới với các nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ phủ cấp tỉnh thứ hai của Afghanistan rơi vào tay Taliban trong vòng 24 giờ. Mỹ yêu cầu công dân nước này hiện còn ở lại Afghanistan nhanh chóng rời khỏi nước này. Anh đang tụt lại trong chiến dịch tiêm ngừa COVID-19 khi xếp sau 6 quốc gia EU, dù là một trong những nước có chương trình tiêm ngừa COVID-19 nhanh nhất thế giới. Thưa quý vị, Taliban ngày 7 tháng 8 đã giành quyền kiểm soát thêm thành phố Sibirjan, tỉnh Georgian. Đây là thủ phủ cấp tỉnh thứ hai của Afghanistan rơi vào tay lực lượng này trong vòng 24 giờ qua. Trong một tuyên bố, ông Kademelia, phó tỉnh trưởng tỉnh Georgian cho biết các lực lượng và quan chức chính phủ đã rút lui đến sân bay khi Taliban giành quyền kiểm soát thành phố Sibirjan. Trước đó, Taliban đã tấn công và chiếm quyền kiểm soát thành phố Sanandi, thủ phủ tỉnh Nimrud, miền Tây Nam Afghanistan, mà không gặp sự kháng cự nào từ quân chính phủ Kabul, vốn đang phải dùng lực lượng bảo vệ các thủ phủ của các tỉnh khác. Nhiều người dân Afghanistan đã chạy sang Iran lánh nạn. Chính quyền Iran đã quyết định đóng cửa khẩu Nimrud với Afghanistan. Như vậy, mọi cửa khẩu giữa Iran và Afghanistan đều nằm trong tay Taliban. Cũng như các nước láng giềng khác của Afghanistan, Iran lo ngại làn sóng người tị nạn mới ồ ạt đổ sang nước này. Hiện trên lãnh thổ Iran đã có hơn 2 triệu người Afghanistan. Nhưng tình hình kinh tế ngày càng khó khăn của Iran khiến nhiều người Afghanistan rời khỏi nước này để sang Thổ Nhĩ Kỳ trước khi tìm đường sang châu Âu. Ngay sau khi giành quyền kiểm soát thủ phủ tỉnh đầu tiên ở Afghanistan, Taliban đã lái xe quân sự Humvee do Mỹ sản xuất để diễu phố. Nhiều video xuất hiện trên các mạng xã hội cho thấy Taliban diễu hành trên những chiếc xe Humvee của Mỹ tại thủ phủ Zardari với cờ của họ cắm trên đầu các xe quân sự này. Lo ngại về tình hình an ninh ngày càng xấu đi, Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan ngày 7 tháng 8 đã yêu cầu công dân nước này nhanh chóng rời khỏi Afghanistan. Người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki cho biết Mỹ đang theo dõi sát sao và quan ngại về các vụ giết người báo thù nhằm vào dân thường ở Afghanistan. Trước đó một ngày, Anh cũng khuyến cáo công dân nước này cần sớm rời khỏi Afghanistan. Căng thẳng giữa Iran và Israel đang leo thang xung quanh cáo buộc Iran tấn công một tàu chở dầu ngoài khơi vịnh Oman tuần trước. Iran tuyên bố sẽ đáp trả bất kỳ hành động gây hấn nào từ Israel. Tư lệnh lực lượng không quân vệ binh cách mạng Iran, chuẩn tướng Hadi Sadeh tuyên bố Iran sẽ đáp trả bất kỳ hành động gây hấn nào của Israel bằng vũ lực và phản ứng khắc nghiệt. Cảnh báo được đưa ra sau khi Israel đe dọa sẽ tiến hành một cuộc tấn công trả đũa vào các tàu của Iran để đáp trả vụ tấn công tàu chở dầu của Israel ở vùng biển Ả Rập hồi tuần trước. Tuyên bố của Israel đã được Mỹ và Anh bật đèn xanh. Israel cáo buộc Iran chịu trách nhiệm về vụ tấn công tàu Mercer Street và nói rằng những gì Iran đang làm là một mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế, nhưng Iran đã phủ nhận cáo buộc này. Maria Licciardi, bà trùm mafia khét tiếng ở Naples, Ý, đã bị bắt giữ khi đang cố gắng bay đến Tây Ban Nha. Maria là chị gái của người sáng lập gia tộc mafia Licciardi thuộc Camorra, một trong những băng đảng tội phạm khét tiếng nhất nước Ý. Licciardi, 70 tuổi, có biệt danh Người Nhỏ Bé, là chị của Gennaro, người sáng lập gia tộc mafia Licciardi, với địa bàn chính ở Campia và Secondigliano. Bà trùm này bị bắt tại sân bay Ciampino ở Rome khi đang gửi hành lý trước chuyến bay đến Tây Ban Nha, nơi con gái bà ta đang sinh sống. Bà bị cáo buộc liên quan đến mafia, tống tiền, nhận tiền bất chính và gian lận đấu giá. Licciardi từng ngồi tù 8 năm và được thả vào tháng 12 năm 2009. Sau đó bà ta được cho là đã tiếp quản các hoạt động của gia tộc. Camorra có khoảng 7.000 thành viên. Ngoài Ý, họ còn có sự hiện diện mạnh mẽ ở các nước châu Âu khác như Tây Ban Nha, Hà Lan, Pháp. Camorra duy trì quan hệ chặt chẽ với các băng nhóm ma túy Nam Mỹ để tuồn ma túy vào châu Âu. Cảnh sát Thái Lan thông báo đã bắt giam người đàn ông tình nghi liên quan đến vụ một du khách Thụy Sĩ tử vong ở đảo du lịch Phuket. Theo tin Reuters, cảnh sát trưởng Suwat Chanchodus đã xác nhận về vụ bắt giữ nhưng không tiết lộ thông tin cụ thể. Trong khi đó, hai nguồn tin cảnh sát cho biết nghi phạm là một thanh niên 27 tuổi, là người dân ở Phuket. Trước đó, hôm 5 tháng 8, thi thể của một du khách Thụy Sĩ 57 tuổi được phát hiện gần một thác nước trên đảo Phuket. Các dấu hiệu cho thấy nạn nhân tử vong bất thường. Phuket trở thành địa điểm đầu tiên ở Thái Lan mở cửa cho du khách nước ngoài để tiêm ngừa đầy đủ và được chứng nhận không mắc COVID-19. Thưa quý vị, là một trong những nước có chương trình tiêm ngừa COVID-19 nhanh nhất thế giới, nhưng Anh đang tụt lại trong chiến dịch phủ phóng vaccine. Hiện nay đã có 6 quốc gia Liên minh châu Âu EU vượt qua Anh về tỷ lệ dân số đã được tiêm đầy đủ. Theo cơ sở dữ liệu Outward in Data,
6 quốc gia vượt qua Anh về tỷ lệ dân số được tiêm ngừa đầy đủ gồm Malta, Bỉ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Đan Mạch và Ireland. Tính đến ngày 4 tháng 8, Malta đã tiêm đầy đủ cho 88% dân số với 91% dân số tiêm ít nhất một liều. Bỉ tiêm đầy đủ 61% và tiêm ít nhất một mũi cho 70% dân số. Tỷ lệ ở Tây Ban Nha là 60% và 70%. Bồ Đào Nha 59% và 70%. Đan Mạch 58% và 73%. Còn Ireland là 57,4% và 68%. Những con số này sẽ gây áp lực lên chính phủ của Thủ tướng Boris Johnson. Anh vốn có một trong những chương trình tiêm chủng nhanh nhất thế giới nhưng đã chậm lại do nhiều người dân do dự về vaccine, với 57,3% dân số được tiêm phòng đầy đủ và 69% tiêm ít nhất một mũi. Trong khi đó, chiến dịch tiêm chủng của 27 quốc gia EU ban đầu diễn ra chậm vì các vấn đề trì hoãn và thiếu hụt nguồn cung, nhưng sau đó đã bứt tốc. Tỷ lệ tiêm chủng tăng chậm ở mọi nhóm tuổi ở Anh, nhưng tỷ lệ thấp trong nhóm 18 đến 29 tuổi gây nhiều quan ngại. Truyền hình nhà nước Triều Tiên đưa tin hơn 1.000 ngôi nhà đã bị phá hủy và khoảng 5.000 người phải sơ tán sau khi mưa to gây lũ lụt ở nước này. Nhiều diện tích đất nông nghiệp cũng bị ngập trong nước lũ. Hình ảnh chiếu trên kênh KCTV cho thấy các ngôi nhà bị ngập đến mái và các cây cầu bị hư hại. Tin tức cho biết, hàng trăm hecta đất nông nghiệp bị nhấn chìm ở tỉnh Nam Hamgyong. Ngoài ra, nhà cửa và các đường xá cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng do đê ngăn nước sông bị vỡ. Thiên tai có xu hướng gây ảnh hưởng lớn hơn cho Triều Tiên do cơ sở hạ tầng yếu kém, trong khi nạn phá rừng khiến nước này dễ bị tổn hại do lũ lụt. Trước đó hồi tháng 6, Triều Tiên thừa nhận đang phải giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực, giống lên hồi chuông cảnh báo với một nền nông nghiệp từ lâu đã phải vật lộn để phục vụ nhu cầu trong nước. Nhiều vườn nho tại Pháp đang hứng chịu những tác động nặng nề do thời tiết cực đoan. Bộ Nông nghiệp Pháp cho biết việc nho mất mùa sẽ khiến sản lượng rượu vang sụt giảm nghiêm trọng trong năm nay. Đợt rét hại mùa xuân và mưa lớn mùa hè đang hủy hoại mùa nho tại Pháp. Người trồng nho tại vùng Ace và Beaujolais phải loại bỏ nhiều cây trong vườn do thời tiết cực đoan kéo theo bệnh nấm mốc làm chết cây. Ông Stephen Banquer, một nông dân trồng nho, cho biết những năm trước vào thời điểm này cây nho sẽ phát triển xanh tốt, nhưng năm nay dịch bệnh đã thay đổi tất cả. Bộ Nông nghiệp Pháp dự báo sản lượng rượu vang sẽ giảm từ 24 đến 30% trong năm nay, thấp hơn mức ghi nhận vào năm 1991 và 2017. Tuy nhiên, giá rượu vang sẽ không tăng quá cao do các nhà sản xuất vang có thể sử dụng sản phẩm rượu từ những năm trước. Nhu cầu tiêu thụ rượu nho cũng chỉ ở mức thấp trong năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Bên cạnh nho, sản lượng thu hoạch củ dền, cải dầu, quả bơ tại Pháp đều bị giảm do đợt giá rét mùa xuân. Thưa quý khán giả, song song với việc NATO, Mỹ rút quân khỏi Afghanistan và Taliban chiếm đóng phần lớn lãnh thổ Afghanistan, các lực lượng khác cũng gia tăng hoạt động tại quốc gia láng giềng của Afghanistan là Pakistan. 6 năm sau khi chính phủ Pakistan tuyên bố chiến thắng trong cuộc xung đột đẫm máu với Taliban tại Pakistan, TTP, nước này đang đối mặt với sự trỗi dậy của lực lượng có liên hệ với Al-Qaeda này. Từ đầu tháng 5 đến nay, TTP và một liên minh của các tay súng Paloc đã thực hiện hơn 170 cuộc tấn công ở Pakistan. Làn sóng đánh bom, phục kích và ám sát ven đường chủ yếu nhằm vào binh lính và cảnh sát Pakistan. Ngày 6 tháng 8, chiến dịch của TTP lan đến các khu vực bộ lạc Orasai và Khyber, cướp đi sinh mạng của 6 binh sĩ, một cảnh sát và một người khác. Cũng có một chiến dịch phối hợp chống lại công dân Trung Quốc làm việc tại Pakistan, làm ít nhất 9 công dân Trung Quốc thiệt mạng hôm 14 tháng 7. Làn sóng tấn công của TTP và Paloc dường như được phối hợp và thiết kế để kéo giãn nguồn lực an ninh và tình báo của Pakistan dọc theo toàn bộ sườn phía Tây, giáp biên giới với Afghanistan và Iran. Khi bắt đầu cuộc tấn công kéo dài 3 tháng, lực lượng an ninh Pakistan ở Balochistan đã bị các tay súng Hồi giáo cực đoan tấn công gần như hàng ngày. Nhiều cuộc tấn công liên quan đến các thiết bị nổ tự chế cho thấy TTP đã truyền kỹ thuật chế tạo bom cho Paloc như một phần của liên minh chiến thuật chống lại chính phủ Pakistan. Những tuần gần đây, các cuộc tấn công đã chuyển hướng về phía bắc đến Khyber Pakhtunkhwa, làm dấy lên nghi ngờ ở Islamabad về việc chia sẻ tiềm năng mạng lưới hậu cần của TTP và Paloc, kéo theo viễn cảnh xung đột trở lại các thành phố lớn của Pakistan. Maleha Lodhi, cựu đại sứ Pakistan tại Anh, Mỹ và Liên Hợp Quốc nhận định rằng Pakistan không đủ khả năng để làm bùng phát xung đột với TTP. Xung đột làm nước này thiệt hại hàng chục ngàn sinh mạng, khiến nền kinh tế sụp đổ và khiến Pakistan trở thành trung tâm khủng bố toàn cầu.
Sau nhiều năm đau khổ và hy sinh, đặc biệt là với dân thường ở Tây Bắc Pakistan, xung đột trở lại sẽ tàn phá tinh thần quốc gia và nền kinh tế thực sự đang vỡ nợ. Những gì Islamabad tuyên bố về sứ mệnh đã hoàn thành vào năm 2015 không nói lên được rằng TTP đã thất bại.